Xin chào, mình chắc chắn các bạn đã gặp phải tình huống trước khi ra khỏi nhà đi làm đi chơi, quần áo thì là lượt tinh tươm hết cả rồi, thế nhưng mà đôi giày ở trong tủ ra thì lại bị bụi mốc bẩn bám đầy xung quanh đôi giày do là lâu mình không đi. Vậy bây giờ phải đợi mang ra ngoài hàng để đánh giày, hoặc là chúng ta loay hoay không biết làm như thế nào với một cái đôi giày da để xử lý hết bụi bẩn và mốc. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách lau đôi giày bụi bẩn mốc tại nhà chỉ bằng hai vật dụng đơn giản, đó là rẻ và nước. Đây các bạn có thể nhìn thấy chiếc giày đang bị rất là bẩn và mốc bám đầy xung quanh bề mặt. Đó, các bạn có thể theo dõi thấy. Chiếc này cũng vậy. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Trước tiên chúng ta sẽ lau khô hết tất cả bụi bẩn ở trên cái bề mặt của đôi giày. Ok. Sau đây chúng ta sẽ dùng một chiếc khăn khác thấm qua một chút nước và chúng ta lau đều. Chúng ta nên xoay tròn nhé. Vì sao lại xoa tròn? Vì xoa tròn là lau sạch vào tất cả những cái ngóc ngách chi tiết của cái bề mặt vân da dày thì sẽ sạch hơn. Đó, các bạn thấy không? Nó đã khác so với ban đầu rất là nhiều rồi. Và trong những trường hợp khẩn cấp như vậy thì chúng ta chỉ còn cách này là nhanh nhất. Và nếu được thì chúng ta sẽ dùng một cái chiếc rẻ khô, chúng ta sẽ lau ngay đi để cho nước không thấm vào da. Nếu mà để nước thấm vào da thì sẽ gây ra tình trạng là bay màu hoặc là làm giảm cái chất lượng da và nó sẽ không được bền lâu ngày nữa. Đó, chúng ta để sang một bên. Các bạn nhìn thấy nhá, mình mới lau qua bằng nước này. Đó, trông rất là sáng bóng đúng không? Và còn cái chiếc này cũng vậy. Chúng ta sẽ thấm một chút nước. Đó, đây mình mới chỉ lau qua để các bạn có thể so sánh. Cái chiếc giày lúc nãy mình cho các bạn xem đầy bụi bẩn và mốc. Bây giờ chỉ sau chưa đầy một phút chúng ta đã có một đôi giày sạch tinh tươm để chúng ta ra khỏi nhà. Ta-da!